Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Mua ạc Roblox và cày thuê giá rẻ vào ngay Roblox.shop nha. Trời ơi, đau bụng quá. Đau bụng quá trời ơi. Mấy bạn ơi, chết mình rồi. Mình hôm qua ăn nhiều quá cho nên bây giờ mình đau bụng quá bạn ơi. Mấy bạn nhìn cái bụng của mình nè, nó bự lên một cục luôn rồi. Kiểu này. Trời, cố gắng đứng dậy chào mấy bạn cái coi. Hôm nay á mình đang muốn quay video cho các bạn xem, nhưng mà mấy bạn nhìn đi, cái bụng của mình nó bự ra luôn. Rồi cái mặt của mình xanh lè xanh lét luôn rồi nè. Là mình đang bị đau bụng mấy bạn ơi. Chắc là ngày hôm nay mình không quay video cho các bạn xem được rồi. Trời ơi, bụng mình nó kêu ọc 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 luôn bạn ơi. Ây da, tôi đau đầu quá, đau đầu chóng mặt qua trời đất luôn. Ủa gì vậy? Sammy. Ủa Sammy. Ủa sao em từ? Ủa có phải Sammy vậy? Sao Sammy da Sammy thành màu tím không vậy? Ủa ai vậy? Trời ơi, ai vậy? Tụi chứ ai tự quánh tôi nè, tôi giấc đầu. Ôi. Tên là tí, tôi loại cái não ra không? Ủa Sammy hả? Ủa khoan từ, sao hôm nay nhìn Sammy biến thành màu tím luôn vậy? Ủa trời, ủa ông phải ông? Tôi lẹ, tôi phong cận nè. Sao phong cận gì thích lẹ chứ hất vậy? Ông sắp thành biến thành siêu nhân hất hả hay vậy? Trời ơi, không phải, do là tôi đang bị đau bụng quá cho nên là cái mặt tôi xanh lè xanh lét luôn, cái bụng tôi cũng bự ra luôn rồi nè. Còn bà bị gì mà bà thành màu tím vậy? Bà đang sơn skin hả? Trời ơi, vô gì à? Tôi nhức đầu trong mặt mà tự nhiên người tôi tím tái luôn, thấy không? Trời ơi, thấy chưa, người nó nhức đầu quá. Sammy đang bị đau đầu cho nên Sammy biến thành màu tím luôn bạn ơi. Ủa vậy là hôm nay hai đứa mình bị bệnh với nhau luôn á hả? Cái gì bệnh mà mình đôi vậy? Trời ơi trời, bệnh mà mình theo cặp. Trời ơi mày thấy không, bọn mình thương nhau với nỗi á mà bọn mình bị bệnh mà mình cũng bệnh chung với nhau nữa. Wow, quá là hấp dẫn luôn. Không ai bị bệnh mà ông vui dữ vậy. Giờ sao đây, tôi mệt gần chết à. Bây giờ tôi nghĩ á là chỉ còn cách là tôi với bà đi khám bác sĩ thôi, chứ bây giờ là không được rồi. Nhưng mà tôi nói Sam nghe nè, khám bác sĩ ở trong làng Hero Team bọn mình á có cái bệnh viện á mà khám bác sĩ giờ tốn tiền lắm, mà giờ bọn mình hết tiền rồi. Bây giờ tôi với bà đi kiếm đại cái bệnh viện rồi đó, kiểu này rẻ mình vô mình khám, hiểu không? Được không, cái chất lượng không vậy? Tôi không biết là có chất lượng hay không, nhưng mà bệnh viện rẻ rẻ đi cho đỡ tốn tiền, chứ giờ mình hết tiền rồi. Thôi được rồi, đi Sam ơi. Bây giờ tôi đi không nổi nữa rồi, tôi bò luôn rồi Sam ơi. Tôi nhức đầu quá, chân tôi đi không được kia, tôi bò luôn rồi. Thôi ông lần tôi đi nhanh đi ông ơi. Trời ơi các bạn ơi, mình nghĩ rằng hôm nay mình không quay video cho bạn xem được rồi. Mình với Sam bị bệnh rồi. Bây giờ bọn mình tới bệnh viện đây. Tạm biệt mấy bạn. Trời ơi, leo bộ thang mà còn bò nữa kìa. Trời ơi trời. Đau đầu, đau bụng quá. Ây da. Đau quá. Trời ơi, đau bụng quá bác sĩ ơi. Bác sĩ làm ơn cứu tôi với, bụng tôi sắp nổ tung rồi bác sĩ ơi. Trời, tôi biết rồi. Bây giờ á nhìn qua là bình thường, bình tĩnh lại để tôi khám bệnh coi. Bây dạ dạ nói... dạ. Dạ dạ thưa bác sĩ, em là em bị đau bụng quá bác sĩ, do là hôm qua em ăn hơi nhiều cho nên là bây giờ em đau bụng quá, mặt em xanh lè luôn bác sĩ thấy không? Đau bụng hả? Cái dạ đúng vậy rồi. Nhẹ lắm mà ta. Từ, hôm qua cậu ăn cái gì biết rồi mà đau bụng xanh lè xanh lét như con bò chét vậy? Dạ ngày hôm qua em cũng đâu có ăn gì nhiều đó bác sĩ. Hôm qua em ăn có gọi là gì ta, nguyên một con bò, hai con heo, bảy con gà, ăn thêm 5 cái hamburger, 6 cái bánh chưng với lại 3 chai nước ngọt. Em ăn có nhiêu đó à. Trời trời, cầu là người thấy quỷ mà ăn nhiều như vậy. Trời ơi, ăn vậy mà không đau bụng mới lạ. Dạ em xin lỗi, tại vì á là trước á là em đang giảm cân cho nên là em gọi là ăn kiêng á, vợ em được ăn thoải mái cho nên là em ăn hơi nhiều, bác sĩ cứu em với. Trời ơi trời, cái bệnh này nó dễ lắm, nhưng do cậu ăn khó quá, nhưng mà không sao, tôi là một y tá chuyên nghiệp. Dạ dạ, bác sĩ giúp em. Đau cái chân á thì người ta sẽ chữa cái chân, đau cái bụng người ta chữa cái bụng, đau bụng đúng không? Dạ em đau bụng. Cái bụng ra em rồi nằm xuống tôi cưa cho. Tôi chỉ bị đau bụng thôi à bác sĩ, cho tôi uống thuốc hay là gì đó thôi, tiện bác sĩ đòi cưa cái bụng tôi ra là sao? Trời, chứ ăn một con bò, hai con trâu, ba con tải giác vậy thì cưa ra lấy đồ là đúng rồi. Tại sao trời mà uống thuốc mà được lắm vậy? Nè bác sĩ à, bác sĩ à, bác sĩ có phải là bác sĩ thiệt không vậy? Sao mà tự nhiên gì mà cầm nguyên cái máy cưa rồi đòi cưa bụng tôi ra vậy? Người ta là ta mổ bụng chứ ai mà cưa bụng trời chạy. Trời ơi, bây giờ không nghe người ta nói à, đau ở đâu cưa chỗ đó. Bây giờ tôi cưa chỗ đó rồi tôi cưa cho đỡ bụng em, nói gì nữa? Trời ơi, trời đất ơi. Nè, đừng có tào lao nha, bà phải tào lao cái gì, có phải bác sĩ thiệt không vậy? Bác sĩ kiểu gì mà đòi đòi cưa người ta luôn vậy? Có gì đâu mà cưa cái hết nó bụng liền thề rồi tí nữa. Không, bà cưa cái bụng tôi một tí nữa
bụng đau mà tôi ăn kẹo. Tới đây, cưa miếng là hết rồi. Tới đây. Không, không, không. Trời ơi, cái này sợ quá bạn ơi. Ơi, ra ngoài, ra ngoài. Đóng cửa, khóa cửa lại, khóa cửa lại, khóa cửa lại. Ở bên này, bên này, bên này. Khóa cửa bên này lại luôn. Khóa lại, khóa lại, khóa lại. Ok, khóa cửa lại. Trời ơi, đây, cái cậu kia mở cửa ra. Trời ơi, mất quá mà. Nè nè, tôi không có giỡn nha. Trời, người ta bị bệnh, người ta đau bụng á thì cùng lắm là cho ta uống thuốc, rồi tôi uống thuốc sổ thôi, cái gì đâu mà lại cưa bụng tay. Nè, thách thức bác sĩ ta đúng không? Được rồi, lấy cái cưa mở cửa. Cưa. Mở cửa. Rồi, không xong rồi. Chết rồi bạn ơi, cái bà này bà đang cưa cái cửa ra. Mình phải bỏ chạy thôi. Ơ mà khoan từ. Ủa cái gì đây? Tại sao ở trong đây? Ủa cái đường đi đâu? Sao tự nhiên có hai cái cổng ở đây vậy? Ủa bây giờ đi đường nào? Mở cửa rồi. Bác sĩ ơi, bác sĩ bình tĩnh bác sĩ ơi, chuyện đâu còn cái đó. Đưa cái bụng đây để ta coi. Chạy ơi. Trời ơi, sao bác sĩ lâu vậy ta? Nhức đầu gần chết à. Kiểu này chắc mất cái đầu luôn quá. Bác sĩ ơi, tới cứu tôi với. Tôi nhức đầu quá bác sĩ ơi. Trời ơi, bác sĩ tới đây. Trời ơi, bác sĩ ơi, mừng quá. Bác sĩ ơi, tới cứu em ơi. Trời ơi, em nhức đầu quá. Tự nhiên đang ngồi, tự nhức đầu ngang vậy á. Không làm được gì hết trơn. Trời ơi, sao mà nhìn mặt của cô tím tái gì dữ vậy hả? Bộ cô bị đau đầu lắm hả? Ừ, đau đầu nên máu nó không thông vô não. Giờ tím ngắt người luôn. Bác sĩ ơi, vừa nhức đầu quá. Cứu tôi với bác sĩ. Ai da, nhức đầu quá, nhức đầu quá. Thôi được rồi, bình tĩnh, yên tâm. Có tôi đây, tôi là bác sĩ giỏi. Để tôi giúp cho. Bây giờ cô bị đau đầu đúng không? Đây, tôi cúi đầu này. Bác sĩ thượng nghe cô ấm đầu không? Chứ tôi thấy tôi ấm đầu với sợ luôn à. Trời ơi, cái đầu của cô nóng hổi luôn á. Chắc chắn là cô bị gọi là bị đau đầu rồi, chóng mặt rồi, bị nặng rồi. Không được rồi, để tôi xíu, tôi lấy thuốc. Mà nghe ghê vậy, trời ơi trời. Đau đầu mà có loại đau đầu nặng luôn à. Tôi tưởng đau đầu cho uống thuốc cái về chứ sao bác sĩ. Trời nghe lo quá bạn, không biết bị gì rồi. Không nữa. Rồi từ trước tiên á là cô bị đau đầu đúng không? Thì trước tiên nha, tôi cần phải đổ nước lên trên đầu của cô để cho cô hết đau đầu. Dạ. Đây đây đây, gội đầu á. Trời ơi sao vô giống kiểu tiệm gội đầu giờ sấy tóc vậy? Rồi dạ đây. Qua đây qua đây, bên này nè. Rồi rồi, đó. Đi vô đây, chui vô cái lỗ này, Rồi tôi đổ nước vô. Trời ơi lạnh quá bác sĩ ơi, cái gì lạnh vậy? Ui cha, lạnh đầu quá. Bình tĩnh, bởi vì đầu của cô đang bị nóng cho nên cô cần phải ngâm cái đầu vô chui xuống. Trời ơi, cái gì vậy? Kiểu khó thở bác sĩ ơi. Rồi ok, rồi. Đó rồi, leo lên lại đi. Cái gì không vậy trời ơi, bác sĩ mà sao bây giờ cho có chuyên mục gội đầu dưỡng sinh hả? Bây giờ cô đã cảm thấy đỡ đau đầu chưa? Đỡ xíu bác sĩ, nhưng mà nhức đầu quá, nó còn nhức trong cái não nè. Vẫn còn nhức đầu hả? Dạ. Để ta suy nghĩ coi. Thôi rồi, bây giờ cô cúi cái đầu xuống. Rồi đây, ủa bác sĩ biết cái chỗ luôn hả? Trời ơi bác sĩ giỏi quá. Rồi đúng rồi, tôi bác sĩ giỏi mà, cúi đầu xuống. Rồi bây giờ cô bị nhức đầu đúng không? Nhức đầu thì chặt cái đầu rồi. Trời ơi, cái cô này, bây giờ tôi hỏi cô nè, cô bị nhức cái đầu đúng không? Đúng rồi. Nhức cái đầu thì bây giờ chỉ cần chặt cái đầu đi là không còn cái đầu nữa là hết nhức rồi. Trời ơi, đi ông bác sĩ đi, các bạn ơi, trời ơi, lộn bệnh viện rồi, trời ơi, đừng có chặt đầu tôi. Bình tĩnh thôi được. Nếu như bây giờ cô không muốn chặt đầu thì thôi, để tôi. Bây giờ tôi cầm cái cây, tôi đập vô cái đầu. Trời ơi, cũng không à. Để tôi khám bệnh cho được. Trời ơi, ông có bự ông ơi. Trời ơi, đây là bác sĩ giả rồi mấy bạn ơi. Ê da. Trời ơi. Ôi, cứu tôi. Ôi, khóa cửa. Ôi, khóa cửa. Khóa hai cửa luôn. Ôi, khóa cửa. Khóa cửa. Ôi, may quá. Trời ơi, nè, leo kêu bác sĩ không kia. Trời ơi, ông giả với bác sĩ đúng không? Trời ơi, may quá bạn ơi, ông định chặt đầu tôi kìa. Ôi, leo. Cô không mở cửa sao? Được, tôi đập cửa sổ nè. Ôi, ông chỗ vậy? Giờ sao đây? Ôi trời ơi, châu trang bị đất ơi ông kia. Ôi, giờ sao? Bác sĩ ơi, để cho tôi chặt cái đầu của cô ra là cô hết đau đầu. Ôi, đặt xong cái cửa. Ôi, mình phải làm gì đây? Trời ơi, cứu tôi với. Đừng có bắt tôi mà. Ủa, cái gì vậy? Ủa, cái chỗ này ở chỗ nào vậy? Quách không biết. Từ, cái chỗ này giống bệnh viện vậy nè, có giường nè. Ủa lại tiếp tục là bệnh viện hả? Rõ ràng tôi nhớ là chúng ta đã chạy qua cái cửa để thoát khỏi cái bệnh viện đó rồi mà. Ủa mà sao chúng ta vẫn ở đây vậy? Thôi không biết nữa mà cái chỗ này nhìn kỳ quá à. Trời ơi mà cái chỗ này nhìn lạ lắm nha. Hình như đây không phải là Minecraft. Ủa mà khoan từ. Ủa sao bơi lại đây coi nè. Ở bên này có nguyên cái máy cưa luôn nè. Máy cưa này tôi thử quay. Rồi xong luôn, Sammy đứt ra thành từng mảnh luôn. Trời, cái này là cái máy cưa nó cưa được thiệt á nha, chứ không phải là bình thường đâu. Rồi xong, tôi bị trúng luôn rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Ông cũng bị cưa chan tôi hả? Em mà vấn đề làm sao? Tự
mình bị nhốt trong này vậy không? Chỗ này bệnh viện bình thường nha. Tôi hiểu rồi. Vậy là có nghĩa là chúng ta đang bị lạc vào trong một cái bệnh viện ma quái, hiểu không? Và bây giờ chúng ta phải tìm cách để thoát ra ngoài thôi. Chứ ở đâu mà bệnh viện mà lại có cái máy cưa thế này? Không được rồi Sam ơi, đi thôi. Đi nhanh lên Ê, ủa gì vậy? Trời ơi, tôi lại bị đứt thành từng mảnh nữa nè, trời. Oh my god. Bây giờ mình phải tìm cách mở cửa này ra nè, chứ không qua được như bình thường đâu. Cái này là cái cửa laser. Mà khoan từ, hình như bên này có cái ổ điện nè, hình như là mình chỉ cần gạt cái ổ điện này xuống. Ôi, nhanh lên. Oh my god, thiệt luôn á, cái chỗ này khó chơi rồi nha. Ui, rồi tới cái chỗ này hình như là mình phải bắt cua nè Sam ơi. Trời ơi. Ôi, cái bệnh viện đâu mà nó lạ như trời. Ở bên dưới là có nguyên cái hố sâu hay là sâu luôn nè. Vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta mà không thoát ra khỏi được cái bệnh viện này, chúng ta sẽ mãi mãi kẹt ở đây luôn á. Tôi chịu đi yêu à. Không sao không sao. Ở bên này, ui cái bên này là có mấy cái đỏ này, mà đỏ này đụng vô là mình sẽ bị chết đó, mình phải nhảy qua được, hiểu không? Trời ơi. Tôi xong cái vậy? Xin lỗi, tại vì á tôi đang mang cái đôi dép cá mập nè, cho nên á là tôi đạp vào trong mấy cái laser này lắm. Ok, đi qua bên đây, Wow, ở bên này có nguyên một cái bộ xương luôn nè các bạn ơi. Trời ơi. Ơi, đúng thiệt là bệnh viện ma quái. Trời, đi nhanh ơi. Nó đang thí nghiệm cái gì đúng không Phong? Chứ tôi không thể nào mà để như thế này được. Nó ghê nguyên một số người luôn nè. Đúng rồi, hình như là ở đây nó đang thí nghiệm cái gì đó và nó đang bắt bọn mình để làm thí nghiệm đó. Trời ơi. Ui, xương cái này là xương người nè. Ui, ở bên dưới có cái màu xanh xanh, hình như bên dưới này là axit đó Sam ơi. Sam ơi cẩn thận nha. Trời, hình như là cũng có mấy người bị bắt giống mình nè, người ta cũng đang chạy trốn nè Sam. Rồi, đi qua bên đây Sam ơi. Rồi, bây giờ mình phải đi tiếp ở bên này nè. Ui, cái này hình như là mấy cái tia chiếu laser trong bệnh viện nè. Trời ơi, nguyên một cái bộ xương đây luôn bạn ơi. Bạn nhìn nè, nguyên một cái bộ xương đây luôn. Oh my god, bây giờ mà bọn mình không thoát ra ngoài là bọn mình trở thành cái bộ xương này luôn á Sam ơi. Nhanh lên, sao rồi? Nghe thấy sợ vậy, tôi nè, tôi đang sát lạc người ông nè. Trời ơi, quá trời người nó chen tôi nè. Trời ơi, đi chen dễ sợ. Trời ơi, người ta phải tìm cách để người ta thoát ra ngoài chứ. Thôi là người ta bị bắt ở trong đây là xong luôn á. Sao đâu rồi? Ui, Sammy là các bạn tóc trắng nè, bạn thấy không? Tóc trắng xám nè, đó là Sammy đó. Ok, chạy qua đây. Ui, nhanh lên Sammy lên. Ui, trời ơi, chưa giờ tôi đi bệnh viện tôi cực như thế này luôn á. Thường đi bệnh viện vô người ta chăm sóc đây, vô đây mình bắt cua đó trời. Trời ơi, thì cái này đâu phải là bệnh viện đâu. Cái này là bệnh viện ma quái mà. Nó muốn bắt bọn mình vào đây á. Ui, ở chỗ này có kim tiêm màu hồng nè các bạn ơi, cẩn thận nha. Ông ơi, ông nhìn thấy không, cái camera đang theo dõi mình kìa. Mình nhảy đâu nó nhìn nó kìa, trời ơi. Ôi, đúng rồi, có cái camera trên kia kìa, bạn thấy không? Có một cái camera nhìn trên kia mình. Nó đang theo dõi bọn mình đó bạn, để cho nó biết được bọn mình đang ở đâu để nó bắt bọn mình á. Trời, nhanh lên Sammy, chúng ta phải thoát khỏi gọi là cái bệnh viện này. Nhanh lên. Đó, rồi, qua được cái này chỗ này rồi. Còn đây là gì vậy? Ủa, bên dưới này là gì đây? Ôi, Sam, sao Sam nhảy xuống đó vậy? Tôi biết gì, tôi rớt xuống. Nhảy xuống chung với Sam luôn. Ui, chỗ này vậy? Ủa cái gì đây? Trời ơi, bệnh viện mà có cả lava nữa hả? Cái gì ghê quá vậy? Oh my god. Hầm bí mật vậy? Thế cái hầm bí mật hay sao á? Trời, hầm bí mật của bệnh viện. Trời ơi. Không có điều kỳ bí rồi. Ui Sam ơi, nhìn nè. Ở đây là lava nha, còn ở trên đây là mấy cái bộ xương nè, có nghĩa là mấy cái người bị bắt vào đây là người ta bị quăng xuống lava xong cái đầu người ta bị tan chảy thành xương luôn rồi, thấy không? Trời ơi. Nghe tội vậy. Thôi bây giờ mình mà không qua được nha, mấy bộ xương tiếp theo là mình đó Phong. Đúng rồi. Phải cố gắng mình vượt qua. Leo cầu thang này, nhanh lên. Tôi đang cố gắng leo lên. Ok, tôi qua được rồi. Vậy. Còn cái này chỗ nào đây? Chỗ này là chỗ nào đây ta? Cái chỗ này thì mình phải làm cái gì nhỉ? Ôi, Sam ơi, cái này chỉ em lắm nha. Tôi té xuống lava luôn rồi. Cái chỗ này là mình phải chạy nhanh đó Sam ơi, tại chỗ này là lava đó. Ok. Cố lên, cố lên. Ê, chạy ra. Ui, nhảy ra. Ui, nhảy ra. Ok rồi, qua tới rồi, tới. Tiếp. Ui, yeah. Ôi. Sao mà tôi thấy tôi vô bệnh viện mà tôi cảm giác như là tôi khỏe, tôi chạy nhanh quá vậy sao? Ui, trời ơi. Tôi tưởng là chỉ có bệnh thì mới bị. Tôi nghĩ là chỉ có bị bệnh thì mới vô bệnh viện chứ mình vô bệnh viện xong tiền mình chạy nhanh dữ ta. Tôi không biết nữa. Đây, ủa cái thang máy. Ở bên này là có một cái thang máy nè các bạn, hình như là mình sẽ phải vô cái thang máy này. Đi vô nè. Ui, chỗ này đây. Ui, chỗ này bị ê không cấm vào là sao không vào được chứ? Cho nó cấm vào nè. Vô được nè, hình như trong đây là ui, nó cấm mình vô. Vậy có nghĩa là ở trong này nó đang ẩn chứa một cái bí mật gì đó. Các bạn ơi, mình cách chắc luôn á. Nhìn lén coi. Đi vô xem thử coi. Ui, cái gì vậy? Ôi trời ơi, tội bằng này vậy? Bằng này sẽ bị thương rồi. Giờ sao? Ở trong đây có một cái bạn đang bị dùng cái máy cưa để cưa ra nè các bạn ơi. Trời ơi. Tội vậy. Oh my god. Kiểu này á là bọn mình phải thoát ra không thôi là bọn mình cũng sẽ bị cưa giống bạn này luôn á Sam ơi. Nhưng mà khoan, từ trước khi bọn mình bỏ trốn thì bọn mình sẽ phải tìm cách để cứu bạn này đã. Ok, để đúng tôi rồi. Yên tâm, để tôi giúp bạn. Ôi trời. Ui. Cái gì vậy? Oh my god. Rồi xong luôn. Người ta nói
mình bị bạn đó nuốt vào trong bụng luôn rồi mấy bạn ơi. Trời ơi. Bây giờ sao thấy ra ngoài đây? Nhảy ra, nhảy ra. Cái miệng nè, cái răng nè, chạy ông có cái búa đập cái răng gãy ra mày bước ra này. Không có được rồi, bạn nó ngậm miệng lại rồi. Cho nên là mình không có ra ngoài được. Cái này là hàm răng của bạn đó đó. Từ ở bên này là gì đây ta? Ui! Wow, cái gì vậy? Vậy vậy vậy. Ui! Rồi sao chết queo luôn. Ồ rồi tôi hiểu rồi, ở bên dưới đó mấy bạn ơi là một cái gì ta, người ta gọi cái đó là cái gì nhỉ? À, cái bao tử á bạn, cái bao tử có đồ ăn ở bên dưới đó. Đây để mình nhảy xuống dưới cho các bạn xem nè. Wow, trời mấy bạn ơi, bạn nhìn nè, ở bên dưới này là cái bao tử có quá trời đồ ăn ở trong đó nè. Có gà quay nè, có bánh hamburger nè, có bánh kem đồ cái kiểu, trời ơi quá trời đồ ăn luôn. Còn cái màu xanh xanh này hình như là axit nữa bạn. Chỉ cần bọn mình rơi xuống cái màu xanh này là bọn mình sẽ bị tan chảy đó. Trời ơi, nguy hiểm thiệt sự luôn á trời. Oh my god. Nhưng mà bây giờ bọn mình ấy rồi té thêm lần nữa rồi. Sam ơi, sao qua bên kia chưa vậy? À, tôi nằm đống đây nè, ông đâu rồi? Đây đây, tôi qua Sam đây. Ơi, tôi sẽ trượt xuống. Trượt xuống nè, bay qua nè. Ấy da, trời ơi, rồi xong rồi. Trời, tôi nhảy hết hết luôn. Trời ơi. Nhìn tôi nằm góc này nè, ông thấy không? Tôi góc kia, ông góc này nè. Sam ơi, tôi bị gãy chân rồi Sam ơi. Giờ tôi hết đứng dậy được rồi. Sao đây giúp tôi nha. Tôi. Dậy đi, dậy đi. Dậy đi. Trời ơi, cảm ơn ông nha, nãy bị gọi là bị giật bẻ luôn ông ơi, nằm hồi từ. Trời ơi, bọn mình mới vừa trượt vô trong bụng của cái của các bạn bệnh nhân này các bạn ơi. Ở đây là gì đây? Ui, chỗ này là mình phải leo lên nè Sam ơi. Cái họng hả? Đây là cái họng hay sao mà có bậc thang trong này vậy? Đúng rồi, hình như cái này là ui, trái tim của bạn đó kìa Sam ơi. Đâu, tôi muốn thấy trái tim của con người. Đâu? Đây lên đây, đây nhìn kìa. Cái trái tim của bạn nó đang đập kìa. Đó, đang đập bịch luôn kìa, thấy không? My god. Đi qua nhanh lên. Sao ngồi chứ ông toàn bị không mày? Tôi cẩn thận lắm luôn á. Tôi quên mất là bọn mình đang ở trong bụng của cái bạn bệnh nhân. Đúng này rồi. Mà ở có trong bụng á đó. Là sẽ có axit, chúng ta sẽ bị gọi tiêu hóa đó. Ui sao mà nhìn cái trái tim của bạn nó đập bịch luôn nè. Nhìn nè. Tôi thấy này. Tôi thấy bà đứt cái từng thành từng mảnh như vậy. Trời ơi, tôi định qua nói ông câu cái tự nhiên tôi đạp cái thì tôi rớt có dễ sợ luôn à. Đó rồi. Cái trái tim đang đập thình thịch luôn nè, bạn thấy không? Mà vô bị vô từ vô bị vô. Hình như không bị gì đâu. Mình chui vô cái trái tim được mà. Đó, đâu bị gì đâu. Hay vậy. Oh my god. Không sao, trái tim còn đập có nghĩa là bạn ấy vẫn còn sống. Chúng ta phải thoát ra ngoài thôi. Ơi, sao? Đây. Ui, cái màu đỏ đỏ bên dưới này là gì ta? Có khi nào là máu của bạn đó không? Mày ớt, mày đó. Chờ té nha. Ok rồi, chui ra ngoài chưa? Cái gì nó nứt vậy? Cái này hả? Cái này hình như là ruột của bạn ấy hay sao á? Ủa nhưng mà sao vậy? Ruột sao có xương? Ấy da. Cái gì vậy? Sụn rớt vậy? Tôi không biết nữa, tại nó trơn quá. Từ nhảy ở bên cái cục nó leo. Ê, xương bằng này bằng đá sao mà tôi thấy giống đá vậy? Trời ơi. Không, cái xương này á là chắc là bạn ấy ăn cái gì đó xong bạn nó nuốt luôn cái xương vô bụng á. Ủa? Tế bào phổi hay là gì vậy nè? Tôi té nữa. Sao tôi té hoài vậy? Cái này làm sao qua được? Ui cái này là mình phải chọn đường đi đúng nè. Oh my god. Ôi tôi chọn hay đường bên này là sai à? Là đường bên này mới đúng nè. Ok. Em không, cái này là cái gì vậy? Bây giờ cái gì vậy? Cái là cục gì sao tự nhiên ra vậy ta? Cái cục này á tôi không biết, ở trong bụng con người có cái cục gì nhìn nó như thế này nữa. Mấy bạn ơi, mấy bạn có biết cục này là cục gì không? Nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết không nha. Ở giữa đúng không? Đi giữa. Ấy sai. Đây, đường bên phải đường em luôn đi. À không, bên trái thì nãy bên phải rồi. Nãy bên phải à? Sammy giỏi quá ta. Đường bên phải xong đường bên trái nè. Rồi đường bên nào nữa? Đường ở giữa ha. Ê, sai nữa rồi. Ok, rồi đường rồi, bên nào nữa Sam? Tôi nghĩ là đường bên này. Ủa, sao Sammy hay quá vậy? Sammy chọn đường nào cũng đúng quá vậy? Không nữa, tôi không nữa. Vậy là rồi, từ nãy giờ là đi mấy cái đường kia hết nè. Vậy chắc chắn là đường ở giữa. Sao mà Sammy chọn đúng còn mình chọn sai hết trơn à? Ui, bên này là xương sườn nè. Ôi xương sườn. Ây da, tôi té hoài vậy ta. À là cái này là mình phải nhảy lên trên từng cái cục xương này nè. Đó, nhảy lên. Ok. À nó bám lên. Ủa xong vô đây té không vậy? Tôi không biết nữa, té là tại vì tôi chui cái bụng bạn này. Ây da, té nữa rồi. Té rồi, trời ơi. Trời nó cũng có vậy. Cái xương của bạn này trơn quá à, cho nên là bọn mình toàn bị té không hả bạn ơi. Cái này là xương sống của bạn đó nè, mấy bạn thấy không? Đó cái xương sống nè. Ơ nhưng mà sao xương sống người ta thẳng mà xương sống bạn này cong quá vậy ta? Cong hình cái cây cầu à. Bạn này đang cúi hay sao gì á? Tôi nghĩ vậy á. Hey, tiếng là sao ơi, cố lên. Rồi tôi qua được rồi nè. Cố lên. Rồi tiếp đi đâu bên đây? Ủa bên này là chỗ nào đây? Ủa cái này là cái gì tôi không biết nữa. Ơi sao trên kia có thêm trái tim đang đập thình thịch nữa kìa. Ủa sao bạn này có hai trái tim luôn vậy? Không biết nữa. Cái này chắc là cầu thang đúng leo nè. Cái này là mình sẽ leo lên như thế này nè bạn ơi. Leo lên. Ủa khoan, tự có khi nào là cái này mới đúng là xương sườn không ta? Cái này nó thẳng à. Xương sườn đâu. Cái này là cái gì đó tôi quên rồi. Tôi có tên đổ rồi chứ không phải đâu. Ủa
cái này là cái trái tim của bạn ấy đang đập nè bạn. Bọn mình phải thoát ra bên ngoài được. Ê, mời qua bên đây. Ui, cái này là gì đây? Ủa, cái gì? Dây thần kinh, hình như cái này là cái dây thần kinh nè. Ui, nhảy quá. Sammy cẩn thận nha. Trời ơi, thấy chưa? Sammy bị vướng vô cái Sammy banh chành luôn rồi, thấy không? Để chờ. Từ từ thôi, phải chậm chậm thôi. Rồi, phong qua được rồi nè. Cố lên Sammy. Dạ, tôi đi chậm chậm lên tôi qua. Nãy tôi nhảy tôi thể hiện á. Hả? Không thể hiện nữa. Thể hiện à. Thôi. Dạ, rồi qua được rồi. Ok. Ủa, sao vậy cô đất vậy? Ui ui, cái chỗ này phải nhanh nha, cái chỗ này phải chạy nhanh nha. Ui. Ui. Ai da, rồi xong tôi dắt bé rồi. Sao ơi, tôi biết chỗ này chỗ nào rồi sao mày? Chỗ này hình như là ruột già hay sao á, chúng ta sắp bị thải ra ngoài rồi. Oh my god. Sao vậy? Là... mình được sắp thoát khỏi rồi, gì đâu? Là... không, là có nghĩa là chúng ta giống như là đồ ăn vậy, chúng ta sẽ bị thải. Ôi, toilet. Trời ơi, tôi bị rớt trong toilet sao ơi. Oh my god, tôi hiểu rồi. Trời ơi, thấy chưa, tôi nói rồi mà, đây là ruột già, chúng ta bị rơi trong cái bồn cầu rồi nè. Tôi đang được tiêu hóa đây Phong ơi. Ủa mà sao Sam rơi với bồn cầu chưa? Phong đang ở trong bồn cầu à. Trời ơi, ghê, đợi tôi tới, tôi đang từ từ trôi xuống. Sammy nhớ nhảy lên một cái nha, là Sammy sẽ bị dướng ở trên bồn cầu. Ồ, hello Sam, yeah, mình gặp được Sam rồi. Wow, không ngờ cũng có ngày Phong cận và Sammy bị rớt cho toilet. Ê à, rồi nhảy xuống đây luôn. Xuống đây luôn. Tôi nghe cái phẹt, Phong ơi, thấy ghê quá. Ôi khoan, từ từ, vậy có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ vào trong toilet và sau đó chúng ta sẽ theo đường ống cống và chúng ta sẽ thoát ra khỏi bệnh viện á. À, tôi hiểu rồi. Ừ, cũng được, ở đây cũng được, thì hơi thúi thôi nhưng cũng được. Hơi thúi xíu thôi nhưng mà chắc chắn là thoát ra ngoài được rồi đó. Ê, hơi, ok, mỗi lần, hơi, cái này là ống cống nè. Thôi, tôi đi về là tôi chui vô trong cái máy giặt, tôi nằm trong đó luôn, chứ giờ tôi bị thải ra ngoài ghê quá. Ờ, đi ghê, chết rồi. Ở bên dưới này thúi quá à. Trời, thúi quá. Ông thúi mới lạ. Ôi, sắp lấy được rồi, ông ơi, lên. Đây đây, Phong đang leo lên nè. Được thoát rồi, cái bệnh viện quái quái. Trời ơi. Thoát ra khỏi bệnh viện rồi hả? Đúng rồi, thoát rồi nè. Trời ơi, oh my god. Trời ơi, chúng ta đã thoát ra ngoài rồi mấy bạn ơi. Rồi, đi qua bên đây, qua bên đây. Bên cái cửa nè. Ôi. Gì đây? Yeah. Vậy là bọn mình đã có thể thoát ra khỏi được cái bệnh viện kinh dị này rồi. Đó, tôi chà đĩa cho. Sao mày đang chà đĩa chay vậy? Đúng rồi, DJ không? Chà DJ tôi nhảy cho. Ok, bây giờ á, chúng ta chỉ cần đứng ở trong cái vòng tròn nè. Thì 3, 2, 1, chúng ta sẽ thoát ra ngoài liền. Ok, chuẩn bị nha. 3, 2, 1. Oh my god, mình đã thoát ra ngoài được rồi mấy bạn ơi. Yeah. Trời ơi, được bình thường rồi Phong ơi. Trời ơi, sướng quá. May quá, rốt cuộc thì mình với Sammy cũng đã thoát ra khỏi được cái bệnh viện ma quái rồi. Yeah. Trời ơi, Sammy bà biết không, hồi nãy vô đó có ông bác sĩ ông đòi mổ bụng tôi ra, ông đòi cưa cái bụng của tôi luôn á. Trời ơi. Trời ơi, tôi còn gây ăn ổng, nói tôi nhức đầu nên ổng quyết định chặt đầu, thấy không? Có ông đòi ăn không? Trời ơi, cái gì? Ông đòi chặt đầu Sam luôn hả? Gì cơ vậy? Trời ơi. Đó, mấy bạn thấy không? Bởi vậy á, cho nên á, bây giờ mấy bạn mà có bị bệnh hay gì á thì mấy bạn hãy nhớ đến những cái phòng khám bệnh mà nó uy tín nha, chứ đừng cứ theo giống như mình với Sam nha. Vô mấy cái bệnh viện tào lao sống đầu á, người thì đòi mổ bụng, người đòi chặt đầu luôn, trời ơi, ghê quá. Mấy bạn nhớ nha. À mà khoan đã, từ từ. Tính ra thì nếu như mà mấy bạn thay vì vào bệnh viện á thì mấy bạn hãy nên nhớ là hãy tập luyện thể dục thể thao sức khỏe thường xuyên nè, và ăn uống đầy đủ. Nhớ là phải ăn uống đàng hoàng chứ đừng có ăn đồ bậy bạ nha. Thì lúc đó sức khỏe của bạn sẽ tốt hơn. Mình phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, đúng không mấy bạn? Đó, cho nên hãy nhớ là hãy ăn uống đầy đủ nè, tập thể dục thể thao để có sức khỏe tốt hơn nha. Thôi Sam ơi, tôi nghĩ là từ nay tôi với bà đi tập thể dục chung với nhau đi. Chắc vậy quá à, chứ tôi sợ lắm rồi luôn á. Ừ, chứ tôi không muốn vào bệnh viện nữa đâu, tôi sợ quá mày. Ok bạn ơi, và mình nghĩ rằng là video của bọn mình đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên bọn mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhớ nó subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Rồi cũng đừng quên là hãy có bên kênh YouTube của Sammy cùng với tất cả các thành viên của Hero Team để đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Cảm ơn Yahi, bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt, bye bye.